Xin chào quý vị, hôm nay công ty rất vui được gặp gỡ, giao lưu với quý vị. Và hôm nay công ty sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái sự trải nghiệm của chính mình để muốn chia sẻ cùng với quý vị. Phải tâm sự thật, công ty là một người nghiện thuốc lá và đã có thâm niên 30 năm hút thuốc lá và với một số lượng rất là lớn, trung bình mỗi ngày khoảng 2-3. Và bây giờ đến ở cái ngưỡng tuổi này rồi thì bắt đầu cảm thấy sức khỏe nó xuống dần, và biết rằng là nếu như vẫn tiếp tục với một cái cường độ hút thuốc như thế thì sức khỏe sẽ không đảm bảo để mà lao động. Thế và có một lần sau khi đi ăn, mình nhớ hôm đấy là ăn bún đậu mắm tôm, thế sau đó là phải về đi quay, thì có một anh ấy bảo là dùng cái này xúc miệng đi, tí nữa diễn cùng với bạn diễn thì không cái mùi nó chịu. Thì tôi nghĩ chỉ nghĩ đơn giản là chỉ là một cái nước xúc miệng để cho nó thơm miệng thôi, sát trùng thôi. Thế là sau đó theo một thói quen tôi lại châm một điếu thuốc, thì tự dưng cái cảm giác nó rất là kinh khủng, mồm miệng đắng ngắt ra, và chưa bao giờ có tôi nghĩ có một cái cảm giác như thế khi mà châm một điếu thuốc cả. Thì xong mình cũng không hiểu là tại sao mà nó như kiểu là tống một cái thìa bột ngọt mì chính vào trong mồm ấy, nó kinh khủng luôn. Thế sau đó thì anh bạn mới nói đây là nước xúc miệng Hoa Nam, vừa có tác dụng là thơm miệng diệt khuẩn, nhưng quan trọng nhất là cai được thuốc lá. Đầu tiên thì tôi nghĩ cũng không tin lắm, thì nghĩ là bảo mình cái người mà cai được thuốc lá nó là do lý trí chứ không phải do một cái tác động nào bên ngoài. Thế nhưng mà sau đó thì anh bạn bảo cứ dùng thử đi, thì thực sự là sau đúng 2 liệu trình sử dụng cái sản phẩm nước xúc miệng Hoa Nam này thì công lý đã cai được thuốc lá hoàn toàn. Và đúng như một điều không tưởng, quan trọng nhất là sau đó tôi mới cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện cách rõ rệt, lên cân, ăn uống ngon miệng, và đặc biệt là khi mỗi buổi sáng ra là không bị khan tiếng, không bị ho, không bị đờm. Đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy là rất là, nhất là công việc biểu diễn thì cái giọng cực kỳ quan trọng, và sau đó tôi mới hoàn toàn là yên tâm với cái sản phẩm này. Cái điều này, cái chia sẻ này của công lý thì tôi nghĩ rằng là không phải các đấng mày râu mới quan tâm đâu, mà còn rất nhiều thậm chí kể cả phụ nữ cũng nên quan tâm đến cái sản phẩm này. Sản phẩm này là có trong đó có thành phần có tinh chất quế rất dễ sử dụng và cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt được Bộ Y tế cấp phép, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng nó. Công lý đã giới thiệu cho rất nhiều người bạn và họ cũng đã dùng và thấy hiệu quả rõ rệt. Đây sản phẩm này, mỗi lần sử dụng quý vị lấy khoảng 15ml cho vào miệng, ngậm và súc trong khoảng 3 phút, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.